Chào các bạn, mình là Trung đây. Và các bạn không thấy mặt mình đúng không? Trời tối thui à. Hiện tại là 5:30 sáng. Và tụi mình phải thức dậy rất là sớm để mà đi làm. Vào những ngày thường á, những clip trước thì Trung nói về trời nóng, nhưng hôm nay Trung xin nói về trời lạnh. Vì trời bắt đầu chuyển qua mùa rồi, chuyển qua mùa đông rồi, rất là lạnh. Và sáng nay Trung cũng thấy là cái không khí nó ẩm hơn rồi đó. Và khoảng 2-3 tháng nữa trời rất là lạnh. Chúng sợ có mùa lạnh bên này lắm. Có những sáng sớm như vậy dậy là chỉ có 1-2 độ C, đi làm cống tay cống chân hết. Và cái việc mà dậy sớm đi làm đó, nó cũng không phải là dễ dàng nếu chúng ta không có động lực hay là không tìm được một cái điều gì làm chúng ta cảm thấy sảng khoái để chúng ta đi làm đó, thì rất là mệt mỏi. Như các bạn thấy xung quanh đây là một màu tối đen như mực luôn ha. Thì chúng chưa bao giờ làm những cái clip trời tối như vậy hết. Thì các bạn có thể thấy xa tít ngoài kia có một cái bóng đèn nhỏ nhỏ, là một cái bóng đèn ngoài phạm bò đang thắp sáng ở ngoài đó. Bên tít bên kia là cái nhà kho đóng chà là. Các bạn thấy là khi trong đi làm á, là cái ngôi sao trên kia là sao Kim. Rồi thấy cái bầu sáng sáng cái là mặt trời đó. Thì hôm nay rất là hay, thời tiết này, trời này rất là hay. Thì sao Kim nè, ở dưới một tí là sẽ là sao Hỏa, dưới một tí sẽ là sao Thủy, dưới tí nữa là mặt trời, và dưới tí nữa là mặt trăng, nó gần nằm như là trên một cái đường thẳng luôn. Có những ngày mà Trung làm nhà đóng gói thì tới tối mới về, khoảng 9:30 mới về tới nhà, thì sao kia nó mọc lên buổi sáng nhé, rồi nó lặn mất tiêu. Và sao Hỏa Vương nó sẽ mọc lên trên đỉnh đầu. Thì gần như là một ngày là đi làm với đi về là thấy sao thôi. Và sao cũng đầy đầu luôn, tại vì chân tay bụng rũng và đói bụng quá. Các bạn thấy là ngoài kia là có một cái xe bắt đầu đi làm kìa. Đó, cái bóng đèn sáng sáng là đang tiến tới đó. Xe tractor đi làm. Thì làm như thế nào để chúng ta có được động lực để chúng ta đi làm buổi sáng sớm như thế này, trời lạnh rồi mệt rồi buồn ngủ nữa. Thì các bạn phải tìm được một cái động lực cho mình. Ví dụ như là các bạn nhắn tin cho một bạn gái mà các bạn thích chẳng hạn, hoặc là bạn trai các bạn thích, sáng hôm sau các bạn thấy được tin nhắn của họ thì các bạn cũng vui, thấy không? Tự nhiên có power, có năng lượng để đi làm. Nhưng mà chưa không chắc cách này, tại vì có thể người ta không thích bạn, người ta kêu làm gì phiền người ta quá vậy mới sáng sớm. Thì các bạn lại hết năng lượng luôn. Thì các bạn phải tìm được một cái động lực cho mình. Như Trung, Trung thường là tìm năng lượng bằng cách là mỗi sáng sớm như vậy để đi ngắm những cái vì sao, xem như là cây chòm sao mà Trung thích thì nó ở đâu. Ví dụ như đây. Các bạn này điện thoại đây không thấy được. Thì Trung rất thích cái chòm sao là Orion. Thì điện thoại Trung không thấy được. Đâu nhỉ? Đó, thì nó nằm chỗ cái vị trí mà Trung chia cái điện thoại đó. Thì cái chòm sao Orion là đặc dễ thấy nhất của nó là ba cái ngôi sao 1, 2, 3. Nó là nếu như là cái thắt lưng của cái người bắn cung á. Nó thì Trung sẽ tìm cái chòm sao này và Trung xem thì những cái ngôi sao khác nó ở đâu. Nó thì tự nhiên Trung có một cái năng lượng để Trung đi làm. Ví dụ như là giống như là chòm sao nó cho mình một cái năng lượng mới vậy đó, để mình đi làm mỗi ngày. Cũng có thể là mình sẽ nghĩ về một cái vấn đề gì đó hay một cái mục tiêu gì đó mình đặt ra trong ngày hôm nay. Ví dụ như mình dậy sớm cho mình đi làm và mình học thêm được một chút tiếng Thái thì mình sẽ thấy vui và thấy có động lực hơn và để đi làm. Hoặc là hôm nay mình sẽ hỏi chỗ một cái câu gì đó mà mình thắc mắc bấy lâu nay. Thì tùy theo các bạn, các bạn có những cái cách nào mà để tạo động lực cho mình thì các bạn sẽ làm được. Bây giờ thì Trung đang đợi xe. Xe của... Tại vì Trung không có ở chung nhà với lại mấy anh Thái nhà Phạm Trung. Trung phải đứng ngoài đường và đợi. Mà bây giờ thì xe chưa dậy nữa. Trung đợi một tí. Tranh thủ thì quay luôn cái đoạn video này cho các bạn xem. Trời vẫn tối đen như mực nè. Đúng không? Mặt trời thì đang ứng bên kia. Quay cho các bạn coi.
Cái xe tractor đi làm thì nó chạy bằng đường khác rồi. Ok, Trung xin kết thúc cái video này tại đây nha. Rồi hy vọng là các bạn sẽ biết được là buổi sáng sớm nó như thế nào. Và hãy chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng để khi chúng ta qua đây thì chúng ta cũng phải thức sớm như vậy đó, và có những đêm chúng ta về rất là khuya. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.